Sau 6 tháng thi công xây dựng, công ty trách nhiệm hữu hạn Tamura Việt Nam, đơn vị thành viên của Tamura Nhật Bản, chính thức khánh thành nhà máy tại khu công nghiệp Thăng Long, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 15 tháng 6 năm 2019 vừa qua. Là đối tác đồng hành trong một thập kỷ qua, Hải Phong GSC đã tới chúc mừng công ty Tamura Việt Nam và Tamura Nhật Bản. Nhà máy Tamura tại Việt Nam được đầu tư cơ sở vật chất như ở Nhật và có đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản 3 năm tại Nhật. Chia sẻ tại lễ khánh thành, ông Kohe Tamura, Tổng Giám đốc Tamura Việt Nam cho biết, Tamura Việt Nam sẽ nỗ lực hơn nữa để mở rộng khu sản xuất bằng 1,8 lần nhà máy ở Nhật và tương lai sẽ trở thành công ty tiên phong của khu công nghiệp Thăng Long, Vĩnh Phúc. Chủ tịch công ty Tamura Nhật Bản nhấn mạnh một trong những lý do quan trọng để Tamura Nhật Bản quyết định đầu tư mở nhà máy tại Việt Nam đó là Tamura nhìn thấy năng lực của các bạn thực tập sinh và kỹ thuật viên do Hải Phong GSC phái cử sang làm việc tại công ty ở Nhật Bản trong suốt thời gian qua. Tamura kỳ vọng các sản phẩm của Tamura Việt Nam sẽ dẫn đầu về chất lượng và được các nước trong khối ASEAN tin dùng. Lương duyên giữa Hải Phong GSC bắt đầu với Tamura Nhật Bản cách đây tròn 10 năm từ dự án đánh giá nhà máy nhiệt luyện tại Việt Nam. Sau đó, Tamura Nhật Bản trực tiếp nhận thực tập sinh và kỹ thuật viên do Hải Phong phái cử. Có khoảng 30 thực tập sinh và kỹ thuật viên đã và đang làm việc tại Tamura Nhật Bản. Sau thời gian đánh giá hiệu quả, công ty Tamura Nhật Bản đi đến quyết định nhờ Hải Phong GSC xúc tiến đầu tư xây dựng nhà máy công ty Tamura Việt Nam tại Việt Nam. Đồng thời, Hải Phong GSC trực tiếp tuyển dụng nhân sự cho Tamura Việt Nam. Tamura Việt Nam thành lập không chỉ là niềm vui cho công ty Tamura Nhật Bản mà còn là niềm vui cho Hải Phong. Đây là mô hình tuyệt vời khi các bạn thực tập sinh, kỹ thuật viên do Hải Phong phái cử tại Tamura Nhật Bản chứng minh cho khách hàng thấy Việt Nam là môi trường rất tiềm năng để đầu tư và phát triển sản xuất. Giờ đây, khi về nước, các bạn lại có cơ hội tiếp tục được làm việc tại Tamura Việt Nam. Chúc Tamura Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và Hải Phong sẽ vẫn tiếp tục đồng hành cùng công ty trong các thời gian tiếp theo. Ông Nguyễn Xuân Tuyến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hải Phong GSC gửi lời chúc mừng tại buổi lễ.